Chính chủ cần bán nhà 4 tầng tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà có những thông số chi tiết như sau. Có diện tích đất ở trên sổ đỏ là 39,3m2. Có ngõ ở trước nhà là rộng 2,2m, hai xe máy có thể tránh nhau thoải mái. Và vị trí của ngôi nhà là cách với đường ô tô đi lại là chỉ khoảng tầm 30m thôi. Ngôi nhà có hướng chính là hướng đông bắc. Được thiết kế xây dựng là bao gồm 4 tầng. Trong đó có 4 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng vệ sinh, một phòng thờ và một sân phơi. Ngôi nhà thì đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Trong ngôi nhà thì được chúng tôi là lắp đặt hoàn thiện hết hệ thống điều hòa, hệ thống bình nóng lạnh, cũng như là hệ thống bếp từ, hút mùi, hệ thống thiết bị vệ sinh, quạt trần và những cái hệ thống thiết bị điện, hệ thống thiết bị nước khác. Toàn bộ cái ngôi nhà thì là sẽ được ở bên công ty là chào bán với giá là 1 tỷ 620 triệu đồng sẽ được chúng tôi hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu ngôi nhà thì là có vị trí là nằm rất gần với lại những cái trường mầm non trường tiểu học cũng như là hệ thống chợ hệ thống siêu thị bán kính từ ngôi nhà mà đi ra ngoài cái khu đô thị Đô Nghĩa là chỉ khoảng tầm 1,2 km và từ nhà ra đến bến xe Yên Nghĩa là chỉ khoảng tầm 3 km Rất là thuận tiện cho những quý vị khách hàng mà có nhu cầu mà cần đi lại nhiều Hoặc là làm việc ở trong khu vực Hà Đông, Cầu Giấy cũng như là Nam Từ Niêm Toàn bộ chi tiết của ngôi nhà thì là mọi người có thể là xem trên video Như ở bên trên màn hình đây là cái hệ thống khu vực bếp của ngôi nhà Toàn bộ hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu là gỗ Xuân đào ở tầng 1 phòng khách của ngôi nhà thì là đã có một bộ bàn ghế bộ salon và tầng 1 là cũng sẽ có một cái khu nhà vệ sinh phụ để cho khách sử dụng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang sử dụng chất liệu là bằng gỗ niêm Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng đá granite nguyên tấm để lát và ốp vào cổ bậc. Thiết kế ở bên trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mọi người có thể thấy là thiết kế hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh rất là hợp lý. Không gian ở trong phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ được thiết kế rất là vuông vắn, đảm bảo là có thể là kê được giường, tủ, bàn ghế cũng như là bàn trang điểm, bàn làm việc. Thiết kế phòng ngủ là có cửa sổ mở ra bên ngoài để để ánh sáng và không khí. Cửa thông phòng là sử dụng là cửa gỗ New Nam Phi. Cửa rất là cao và rộng. Ở trong phòng ngủ của tầng 2 thì là đã được lắp đặt hệ thống điều hòa Đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Nhà vệ sinh của tầng 2 thì là đã được lắp đặt hoàn thiện hết hệ thống buồn cầu, lavabo, sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống gương soi, hệ thống phụ kiện. Gạch ốp tường sử dụng là gạch kích thước là 30 x 60. Trong nhà vệ sinh thì cũng đã được chúng tôi thiết kế là hệ thống quạt hút mùi. Và tiếp theo là phòng ngủ thứ hai ở tầng 2. Phòng ngủ cũng đã được thiết kế sẵn hệ thống điều hòa, hệ thống cửa sổ chiếu sáng. Đối với ngôi nhà này thì quý khách hàng là có thể là chuyển đồ về và ở được luôn. Hướng là hướng đông bắc rất là hợp phong thủy và diện tích uh, là tương đối lớn, diện tích đất là 39,3 m2 và diện tích xây dựng thực tế từ tầng 2 trở lên là xấp xỉ 44 m2. Thiết kế thì là bao gồm 4 phòng ngủ. 3 phòng vệ sinh đảm bảo toàn bộ những công năng và những cái nhu cầu sử dụng cho một hộ gia đình. Sau đây là mời quý khách hàng tham quan ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau, chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Bố trí của phòng ngủ và phòng vệ sinh là cũng giống hệt như ở tầng 2 thôi. đảm bảo đầy đủ ánh sáng cũng như là không gian sử dụng những cái uh, diện tích để quý khách hàng có thể là đặt những vận dụng cần thiết như giường, tủ, bàn ghế, bàn làm việc, bàn trang điểm hoặc là bàn học tập của các em nhỏ. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền ở trong ngôi nhà là sử dụng là gạch lát nền là kích thước là 60 x 60, hàng nội 1 toàn bộ hệ thống cửa thông phòng là sử dụng là cửa gỗ thịt. Thiết bị ở trong nhà vệ sinh là sử dụng là thiết bị uh, VGRACERA. Thiết kế nhà vệ sinh rất là rộng. Màu sắc rất là hợp lý, rất là đảm bảo uh, tính sang trọng là cũng như là đảm bảo cái uh, tính vệ sinh. Và cuối cùng là ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một khu vực giặt đồ. Ở đây là chúng tôi đã thiết kế sẵn hệ thống ống cấp nước, ống xả nước cũng như là hệ thống điện để lắp đặt máy giặt ở đây. Toàn bộ khu vực cầu thang thì sẽ có thêm một cái ô giếng trời cung cấp toàn bộ ánh sáng cho khu vực cầu thang. và cuối cùng đây là khu vực sân phơi của ngôi nhà, sân phơi rất rộng. mọi người có thể thấy xung quanh của ngôi nhà đây rất là nhiều nhà cao tầng, khu vực dân cư ở rất là đông. ngôi nhà này thì là chúng ta có thể ở và có thể là đầu tư sinh lời trong những một vài năm tới thì giá trị sinh lời sẽ tương đối lớn. toàn bộ hệ thống mái tôn đã được chúng tôi là hoàn thiện xong hết. gạch nát nền là sử dụng là gạch sân vườn. Kích thước là 40 x 40 Khu vực sân phơi rất là rộng Và tôi xin nhắc lại cái thông tin của ngôi nhà này Để quý khách hàng có thể nắm được rõ ràng hơn Ngôi nhà được thiết kế xây dựng là 4 tầng Có hướng chính nước hướng Đông Bắc Có vị trí nằm tại tổ dân phố 14 Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 620 triệu đồng Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.